Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình Chủ nhật ngày 17 tháng 7 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Hưng Yên chúc mừng Công an tỉnh Hưng Yên nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân. Tập trung quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công. Xã Ngọc Long nhiều cách làm hay cho công tác giải phóng mặt bằng. Xã Dạ Trạch làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Đảm bảo an ninh trật tự tại các khu nhà trọ góp phần thu hút lao động tỉnh ngoài về làm việc tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn công tác Bộ Công an do các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang và Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đã về làm việc và chúc mừng Công an tỉnh Hưng Yên nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2022. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an đối với lực lượng cảnh sát Hưng Yên, đồng thời biểu dương kết quả công tác của lực lượng cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát tỉnh Hưng Yên nói riêng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đặc biệt cho công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua, lực lượng công an đã lập hàng trăm chốt kiểm soát dịch bệnh, không kể ngày đêm để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập và xử lý tình huống trên các tuyến đường của tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của người công an nhân dân, ra sức rèn luyện không ngừng tu dưỡng phẩm chất người chiến sĩ công an nhân dân với 5 lời thề danh dự và 10 điều kỷ luật của công an nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển văn minh và giàu đẹp. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công văn số 1809 về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện nội dung chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, đúng thẩm quyền và quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xây dựng văn hóa học đường, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, đảm bảo công tác xây dựng văn hóa học đường là hoạt động thường xuyên liên tục, chú trọng việc xây dựng nội dung giáo dục giá trị văn hóa truyền thống, tình yêu quê hương, giá trị di tích lịch sử văn hóa địa phương, tăng cường các giải pháp phù hợp đồng bộ cho công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội, bảo đảm phát huy vai trò trách nhiệm của gia đình cho công tác giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên, đồng thời tập trung thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, khuyến khích tinh thần tự học, tự đọc của học sinh, sinh viên, kết hợp dạy chữ, dạy người, trang bị kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho người học, giáo dục phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực hài hòa, đức trí, thể mỹ. Hưng Yên ngày càng được biết đến là một tỉnh với nhiều sản phẩm tiêu biểu đặc thù có chất lượng. Một số sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã tạo động lực cho phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thêm cơ hội quảng bá, nâng cao uy tín, chất lượng sản phẩm. Toàn tỉnh hiện có 30 sản phẩm tiêu biểu đặc thù được bảo hộ sở hữu trí tuệ, trong đó huyện Văn Lâm có 3 sản phẩm gồm rượu Lạc Đạo, đúc đồng Lộc Thượng, dược liệu Nghĩa Trai. Huyện Văn Giang có 4 sản phẩm gồm quất cảnh, hoa xuân quan, bánh tẻ Phụng Công, cam Văn Giang. Huyện Khói Châu có 4 sản phẩm gồm gà Đông Tảo, cam Khói Châu, chuối tiêu hồng, tinh bột nghệ. Huyện Ân Thi có 1 sản phẩm chạm bạc Huệ Lai. Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các sở ngành phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hội làng nghề và các tổ chức cá nhân trong tỉnh chủ động tích cực và có nhiều giải pháp để quản lý và phát triển các nhãn hiệu đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ, góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân tham gia sản xuất kinh doanh các sản phẩm này. Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên có nhiều chính sách nhằm thúc đẩy phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn, tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động ở nông thôn. Tỉnh Hưng Yên hiện có khoảng 17.000 cơ sở sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn. Thời gian qua,
các ngành địa phương đã chủ động rà soát thực trạng và các yêu cầu phát triển để xác định giải pháp hiệu quả nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp cơ sở sản xuất khắc phục những bất cập hạn chế công nghiệp nông thôn. Bên cạnh đó, tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp làng nghề xác lập quyền sở hữu công nghiệp, phát triển tài sản trí tuệ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế với các sản phẩm nhãn hiệu có uy tín trên thị trường. Tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ đáp ứng yêu cầu xúc tiến thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp ở khu vực nông thôn. Năm 2021, các làng nghề đạt giá trị sản xuất trên 7,3 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm tăng thu nhập cho 45 nghìn lao động nông thôn. Thời gian tới, các ngành địa phương cần chủ động nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện và thực hiện tốt các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp, thực hiện tốt các quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn, tạo điều kiện phát triển các loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã trong lĩnh vực công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp. Tăng cường quản lý công tác bảo vệ môi trường và xử lý vi phạm về môi trường của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại vùng nông thôn, đẩy mạnh hỗ trợ đào tạo nghề, nhân cái nghề mới để giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người lao động. Từ đầu năm đến nay, kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt trên 26% kế hoạch vốn giao. Nguyên nhân là do công tác triển khai thực hiện và giải ngân vốn của một số cơ quan đơn vị còn chậm. Một số chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân đạt thấp và kể cả các dự án đầu tư do cấp tỉnh, huyện, xã làm chủ đầu tư dẫn đến nguy cơ không hoàn thành kế hoạch, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2022. Do đó, để thực hiện hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư năm 2022, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao, không để bị thu hồi vốn về ngân sách trung ương và hủy dự toán, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án tập trung thực hiện, rà soát đánh giá thực trạng tiến độ triển khai dự án, xác định rõ nguyên nhân trách nhiệm của tập thể cá nhân gây chậm trễ trong triển khai thực hiện dự án, lập biểu đồ tiến độ triển khai dự án và kế hoạch giải ngân vốn hàng tháng để hướng tới hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với kho bạc nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Tăng cường kỷ luật kỷ cương cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân trong tổ chức thực hiện các dự án, từ khâu chuẩn bị đầu tư, công tác đền bù giải phóng mặt bằng đến khâu thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Người đứng đầu cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện và kết quả giải ngân của cơ quan đơn vị mình quản lý, tăng cường công tác kiểm tra giám sát triển khai thực hiện dự án, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình và các điều khoản hợp đồng đã ký kết. Thưa quý vị và các bạn, với cách làm hay, xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ là một trong những điểm sáng về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Gia đình bà Luyện Thị Duệ đã 3 lần có diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án mở rộng kênh T11, đường 34 và chuyển nhượng cho doanh nghiệp. Hơn 7 sào đất thổ cư, đất nông nghiệp bị thu hồi, dù sót của nhưng gia đình vẫn nghiêm túc chấp hành chủ trương. Không chỉ vậy, vợ chồng bà còn tích cực vận động họ hàng, xóm làng cùng đồng thuận chủ trương thu hồi đất. Chúng tôi cũng thấy lợi ích cho mọi người và tất cả toàn dân thì chúng tôi cũng chấp hành luôn. Gia đình nhà tôi là nghe thấy tin là nhà tôi đã tự tháo dỡ và chặt cây cối phát quang. Những hộ gia đình như nhà bà Duệ không hiếm ở xã Ngọc Long, xác định muốn nhân dân đồng thuận thì quá trình giải phóng mặt bằng phải minh bạch công khai. Trong quá trình kiểm đếm tài sản, xã Ngọc Long đã chủ động phối hợp với đơn vị chức năng điều tra làm rõ những trường hợp sai phạm, kiên quyết không bồi thường với những hộ gia đình có dấu hiệu trục lợi. Mới đây, 12 hộ dân trồng cây với mục đích hưởng lợi tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khu vực phòng thủ huyện Yên Mỹ đã không được chi trả làm lợi cho ngân sách khoảng 1 tỷ đồng. Điều này nhận được sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân. Dự án về địa phương thì Ủy ban nhân dân xã cũng đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn niêm yết công khai như cho các hộ gia đình được biết, họp để bàn đi đến thống nhất để có người dân có cái quyền lợi của mình. Ủy ban nhân xã sẽ cương quyết xử lý nếu như mà người dân có cái manh nha là trục lợi trong cái việc giải phóng mặt bằng và thu hồi.
Với cách làm trên, năm 2022, xã Ngọc Long phải thực hiện thu hồi hơn 12 ha đất phục vụ 6 dự án. Đến nay, các dự án đều nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Trong đó, dự án xây dựng khu vực phòng thủ huyện Yên Mỹ, đường số 42 kéo dài đã bàn giao mặt bằng sạch. Dự án đường 34 kéo dài, đường nối khu công nghiệp Thăng Long đến đường 42 đã hoàn thành quá trình kiểm đếm, chuẩn bị chi trả bồi thường. Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2022, ngày 16 tháng 7, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã đến thăm tặng 135 suất quà cho công nhân lao động đạt thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn đã đến tặng quà tại 5 doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Công nghệ Dinh dưỡng Việt Nhật, huyện Yên Mỹ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hanet Brand Việt Nam, Công ty Cổ phần May Việt Giang tại Khoái Châu, Công ty Cổ phần May Hưng Vũ và Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Phú Sinh, huyện Ân Thi. Mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng. Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm chia sẻ của tổ chức công đoàn, góp phần động viên công nhân lao động tiếp tục hăng say lao động sản xuất, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dại Trạch, huyện Khoái Châu luôn làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa nhằm tri ân và tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những thế hệ cha anh đã cống hiến xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Sau khi rời quân ngũ, năm 1989, bệnh binh Lê Ngọc Hải, thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch trở về địa phương với tình trạng sức khỏe mất 68%. Những năm qua, ông là một trong số hàng trăm người có công với cách mạng trên địa bàn xã Dạ Trạch luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp. Và những ngày này, gia đình ông Hải vô cùng phấn khởi khi ước mơ cả cuộc đời đã trở thành hiện thực, đó là được sống trong ngôi nhà mới rộng rãi, khang trang. Ngôi nhà mới này chính là kết quả từ sự chung tay góp sức của các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng. Trong những năm qua, ngoài những tiền lương trợ cấp, gia đình nhà tôi còn được các ban ngành thường xuyên đến thăm hỏi và tặng quà. Chúng tôi được sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các doanh nghiệp xây dựng căn nhà mới. Sống trong căn nhà tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vui sướng. Xã Dạ Trạch hiện có gần 200 đối tượng là các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Địa phương thường xuyên rà soát, nắm bắt số lượng, điều kiện hoàn cảnh mức sống của các đối tượng hưởng chính sách để kịp thời có các hình thức hỗ trợ phù hợp. Cùng sự hỗ trợ của tỉnh, xã đã huy động xây sửa 15 nhà ở cho đối tượng người có công trên địa bàn với số tiền trên 6 tỷ đồng, tạo điều kiện cho gần 100 đối tượng được vay vốn để phát triển sản xuất. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của người có công ngày càng nâng cao, không còn gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ nào là hộ nghèo. Khi rời khỏi quân ngũ về gia đình, sức khỏe ngày mà giảm sút, kinh tế cũng gặp nhiều khó khăn, được Đảng và chính quyền địa phương rồi đoàn thể tạo điều kiện cho tôi là được vay vốn ngân hàng rồi vay vốn của hội để thầu vườn ruộng. Đến nay kinh tế gia đình thì ngày một nâng lên. Hội cựu chiến binh xã Dạ Trạch luôn luôn quan tâm đến cái đời sống người có công, tạo điều kiện để các đồng chí đấy xây hoặc sửa lại nhà ở. Hàng năm thì chúng tôi luôn luôn trích một phần kinh phí hoạt động để động viên thăm hỏi người có công, thì để đảm bảo cho các đồng chí đó được hưởng đến cái chế độ cao nhất. Với những hoạt động thiết thực của chính quyền và nhân dân xã Dạ Trạch, nhất là trong dịp toàn Đảng, toàn dân đang hướng về kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sẽ là những hành động tri ân sâu sắc, góp phần chia sẻ những mất mát đau thương, kịp thời động viên các gia đình người có công vươn lên trong cuộc sống. Từ đầu năm đến nay, Việt Tin Banh Hưng Yên đã triển khai và đa dạng các gói tín dụng có lãi suất ưu đãi, tạo nguồn vốn dồi dào với chi phí hợp lý, giúp cho doanh nghiệp phát triển và đặc biệt là các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 gây ra. Từ đầu năm đến nay, Việt Tin Banh Hưng Yên dư nợ cho vay đạt 104% kế hoạch, chi nhánh đã giảm lãi suất cho vay như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo các hình thức trực tiếp, gián tiếp. Chi nhánh đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho 3 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền cơ cấu hơn 121 tỷ đồng. Việt Tin Banh Hưng Yên đã thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với 4 khách hàng với mức giảm cao nhất 1% năm, tổng số tiền 3 tỷ đồng. Trong thời gian tới,
chi nhánh tiếp tục rà soát và bám sát tình hình các khách hàng để có những biện pháp ứng xử, chia sẻ đối với các trường hợp gặp khó khăn bị thiệt hại bởi dịch COVID-19. Bên cạnh đó, chú trọng công tác truyền thông, phòng ngừa rủi ro qua mạng xã hội nền tảng để khách hàng yên tâm sử dụng sản phẩm dịch vụ của Vietinbank. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thời gian qua, tình trạng buôn lậu, sản xuất hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn hết sức phức tạp cả về quy mô lẫn tính chất, ảnh hưởng tới sản xuất trong nước, doanh nghiệp chân chính, tổn hại tới người tiêu dùng. Từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý Thị trường Hưng Yên đã tiến hành xử lý hành chính 13 vụ vi phạm về hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổng số tiền thu phạt nộp ngân sách nhà nước trên 106 triệu đồng. Qua công tác kiểm tra xử lý vi phạm, cho thấy các nhóm sản phẩm bị làm giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhiều nhất gồm quần áo, giày dép, ví, túi sách, kính mắt. Đối tượng vi phạm hầu hết là các hộ kinh doanh buôn bán tại các cửa hàng, cửa hiệu và các chợ dân sinh. Ngoài ra, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện và khởi tố 2 vụ án với 2 bị can, thu giữ tăng vật gồm gần 2,7 kg bột giặt giả nhãn hiệu Omo. Thực hiện chủ trương thu hút công nhân từ tỉnh ngoài về làm việc tại các khu cụm công nghiệp, bên cạnh việc đầu tư nâng cao chất lượng phòng trọ của chủ nhà trọ, thì các địa phương của tỉnh Hưng Yên luôn chú trọng công tác đảm bảo về an ninh trật tự tại cơ sở. 10 phòng trọ khép kín với diện tích từ 28 đến 40 m2. Chị Phạm Thị Uyên, thôn Lạc Cầu, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ đang cho thuê giá mỗi phòng dao động từ 1 đến 1,3 triệu đồng một phòng một tháng. Ngoài các điều kiện về điện nước thì khu nhà trọ còn đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho việc ăn ở lâu dài. Từ tỉnh Lào Cai xuống Hưng Yên làm việc tại khu công nghiệp Phố Đối A được hơn một năm, vợ chồng anh Thảo A Dì rất yên tâm khi thuê phòng trọ của chị Uyên bởi giá thuê nhà phù hợp, môi trường sống luôn được đảm bảo về an ninh trật tự. Thật sự khá ổn, muốn ở lại ở Hưng Yên làm mấy năm nữa chắc về được ít vốn không về quê. Gia đình cũng tự lắp hệ thống camera, cập nhật đường dây nóng của công an xã thường xuyên. Xã Giai Phạm có 184 khu nhà trọ đáp ứng nhu cầu cho 1.500 đến 2.000 công nhân thuê trọ. Lao động thuê trọ tại đây chủ yếu làm việc trong khu công nghiệp Phố Đối A đến từ các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Bắc Cạn đã trở thành nề nếp. Cứ cuối tuần là lực lượng công an xã lại chia nhau xuống địa bàn các thôn nắm lại tình hình di biến động về dân cư như thế này. Trong 3 năm trở lại đây, tại các khu nhà trọ trên địa bàn không xảy ra vụ việc mất an ninh trật tự. Để đảm bảo tốt cái công tác an ninh trật tự trên địa bàn cũng như các khu nhà trọ thì công an xã hàng tháng đã xây dựng các kế hoạch đi kiểm tra tạm trú, tạm vắng, hướng dẫn bà con nhân dân cài đặt các app để khai báo tạm trú, tạm vắng trên dịch vụ công. Phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào có 1,6 vạn dân thì có 2.000 người đến thuê trọ, trong đó công nhân chiếm 80%. Để thu hút và phục vụ tốt nhu cầu thuê trọ cho công nhân, nhiều chủ nhà trọ đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng nhà trọ cao cấp với điều hòa nhiệt độ, hệ thống đường truyền tín hiệu Internet tốc độ cao, đường chờ máy giặt, v.v. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phường xảy ra 5 vụ việc, trong đó có 1 vụ trộm cắp tài sản tại khu nhà trọ và chỉ trong vòng 12 giờ, lực lượng công an phường phối hợp với công an thị xã đã bắt được đối tượng và trả lại tài sản cho người bị mất. Yêu cầu các chủ nhà trọ là ký cam kết về an ninh trật tự. Phường đã thông báo rộng rãi về số điện thoại của trực ban và số của chỉ huy công an phường để khi có vụ việc thì các cái chủ nhà trọ và người thuê trọ có thể là báo ngay đến công an phường để xử lý. Theo thống kê, 100% số vụ việc liên quan an ninh trật tự tại các khu nhà trọ đều được lực lượng công an Hưng Yên kịp thời xử lý, giải quyết dứt điểm, qua đó đã góp phần quan trọng thu hút nguồn nhân lực cho các khu cụm công nghiệp. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, trên fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 ADTV. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Hãng Bloomberg dẫn một số nguồn tin cho biết các khoản viện trợ tài chính mà Liên minh châu Âu cam kết gửi cho Ukraine đã bị trì hoãn do lo ngại về những khó khăn kinh tế của chính khối này cũng như những bất đồng nội khối.
Từ tháng 3, Ủy ban châu EC đã đề xuất khoản vay 9 tỷ euro cho Ukraine và được các thành viên của EU ủng hộ. Tuy nhiên, cho tới nay, Liên minh này mới chỉ thống nhất cung cấp gói hỗ trợ đầu tiên trị giá 1 tỷ euro. Thông tin được đưa ra giữa bối cảnh EU chật vật đối phó với lạm phát tăng cao. Trong khi đó, Đức đặc biệt lo ngại rằng các lệnh trừng phạt và căng thẳng với Nga sẽ khiến Moscow cắt nguồn cung khí đốt. Động thái có thể khiến nền kinh tế của nước này tê liệt. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc vừa công bố số liệu cho thấy tỷ lệ thanh niên Trung Quốc thất nghiệp trong tháng 6 là 19,3%, cao nhất trong lịch sử nước này. Với tỷ lệ này, cứ 5 thanh niên ở Trung Quốc thì gần một người thất nghiệp trong tháng 6. Cuộc cạnh tranh giữa những người tìm việc trong độ tuổi từ 16 đến 24 ngày càng gay gắt, trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 0,4% trong quý 2 năm nay. Dữ liệu cho thấy, thanh niên Trung Quốc tham gia thị trường việc làm kém hơn so với những người cùng độ tuổi ở các nền kinh tế lớn khác. Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cùng độ tuổi ở Mỹ vào tháng 6 vừa qua là 8,1%, ở Liên minh châu Âu vào tháng 5 là 13,3% và của Nhật Bản vào tháng 5 là 3,8%. Ngày 16 tháng 7 vừa qua, số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc đã vượt ngưỡng 41.000 ca, mức cao nhất trong gần 2 tháng qua, trong bối cảnh dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron đang lây lan mạnh. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận 41.310 ca mắc COVID-19 mới. Con số này cao gấp đôi so với mức ghi nhận trước đó một tuần. Cũng trong ngày 16 tháng 7, Hàn Quốc báo cáo thêm 16 ca tử vong vì COVID-19. Giới chức cảnh báo, Hàn Quốc đang bước vào làn sóng dịch COVID-19 mới, chấm dứt xu hướng giảm và số ca mắc mới dự báo có thể tăng lên mức 200.000 ca vào tháng 8. Biến thể phụ BA.5 chiếm 35% tổng số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc. BA.5 được biết đến là dễ lây lan hơn và có khả năng thoát miễn dịch tốt hơn so với các phiên bản trước đó. Bộ Y tế Canada vừa phê duyệt vaccine phòng COVID-19 của hãng Moderna cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến 5 tuổi. Đây là loại vaccine COVID-19 đầu tiên được phê duyệt cho nhóm tuổi này ở Canada. Với quyết định trên, sẽ có thêm gần 2 triệu trẻ em ở nước này đủ điều kiện để tiêm vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế Canada nêu rõ, vaccine của Moderna có thể được sử dụng cho trẻ trong độ tuổi từ 6 tháng tuổi đến 5 tuổi, với liều lượng bằng 1/4 so với liều lượng đã được phê duyệt cho người lớn. Vaccine của Moderna yêu cầu 2 liều và mỗi liều tiêm cách nhau khoảng 4 tuần. Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos cho biết đã ký một thỏa thuận với cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA nhằm đảm bảo duy trì hoạt động trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Thỏa thuận trên cho phép các phi hành gia của Nga bay trên tàu vũ trụ của Mỹ và đổi lại các phi hành gia Mỹ có thể đi trên tàu vũ trụ Soyuz của Nga. Trong khi đó, NASA cho biết sẽ nối lại các chuyến bay lên ISS với Nga để đảm bảo hoạt động của trạm, cũng như sự hiện diện của các nhà du hành Mỹ trên trạm nghiên cứu không gian. Theo NASA, dự kiến sẽ có một nhà du hành vũ trụ Mỹ cùng 2 người đồng nghiệp Nga bay lên ISS bằng tàu vũ trụ Soyuz vào ngày 21 tháng 9. Mỹ và Nga cùng quản lý ISS và cho đến nay, sự hợp tác giữa hai nước trong các chương trình liên quan đến vũ trụ vẫn được duy trì, mặc dù hai bên còn nhiều bất đồng. Một chiếc nhẫn kim cương vừa xác lập kỷ lục thế giới mới về số lượng kim cương gắn trên nó. Chiếc nhẫn của công ty Kim Hoàn tại bang Kerala của Ấn Độ lập kỷ lục Guinness khi được gắn 24.697 viên kim cương, có trọng lượng 340 gram, trị giá khoảng 95.000 đô la Mỹ. Nhà thiết kế đã mất gần 3 tháng để hoàn thiện thiết kế trên máy tính. Sau đó, một nhóm chuyên gia độc lập có uy tín về lĩnh vực kim cương, trang sức đã tiến hành đánh giá và đếm số viên kim cương trên nhẫn tại phòng thí nghiệm của Viện Đá Quý Học. Đây hoàn toàn là những viên kim cương tự nhiên. Một kỷ lục thế giới khác cũng đang chờ được xác lập, đó là kỷ lục dành cho con dê có đôi tai dài nhất trên thế giới. Theo đó, chú dê được đặt tên là Simba đến từ Pakistan, sinh ra vào cuối tháng 6 vừa qua, đã sở hữu đôi tai dài đáng kinh ngạc. Lúc mới sinh, đôi tai của Simba dài tới 48cm và đến nay là 54cm và không tương ứng với sự phát triển của con vật, đến mức nó sẽ rất khó đi lại nếu chủ nhân không chế tạo ra một thiết bị đặc biệt để hỗ trợ. Sau khi sinh 10 đến 12 ngày, dê con đã xuất hiện trên tất cả các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế và giành chiến thắng trong một cuộc thi. Trong vòng 30 ngày, nó đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.